សម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាបានរៀបចំសន្និសីទកាសែតមួយនៅការិយាល័យអង្គការវេទិកានៃអង្គការមេមេរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជាជុំវិញការប្រៀបបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅប្រទេសឡាវនារសៀតថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីទស្សនកិច្ចសិក្សានៅតំបន់កោះសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះ លោកតឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមេមេរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងប្រទេសឡាវនឹងជាផលអវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាដោយប៉ះពាល់ដល់ធនធានជលផលគុណភាពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ការធ្វើចរាចរណ៍ត្រីពិសេសនឹងឈានទៅបាត់បង់សត្វផ្សោតតែម្ដង ហើយផ្អាកគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់ដនសហុងសិនដើម្បីអភិគីឡាវគាត់បំពេញទៅលើ4ចំណុចហ្នឹងដោយសារទី1តើតួងរបាយការណ៍ EIA គាត់មានលក្ខណៈខ្វះខាតច្រើនអត់អាចទទួលយកបានដែរជា EIA ស្តង់ដារមួយដោយសារគាត់អត់បានមានអដាក់បញ្ចូលតើតួងការមានផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនគាត់អត់បានធ្វើ assessment ទៅលើដាក់ទួងធនធានជលផលនៅក្នុងព្រែកទាំង3ហ្នឹងក៏អះអាងថាគាត់មានទិន្នន័យទៅនៅពេលដែលយើងសួរទិន្នន័យពិតប្រាកដឲ្យបញ្ចេញមកគាត់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាយបំលែងលោកទឹកវណ្ណរាមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីលោកនឹងក្រុមការងារបានចុះទៅធ្វើទស្សនកិច្ចតាមការអញ្ជើញពីភាគីឡាវនៅតំបន់កោះសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងការពីថ្ងៃទី11នៅដល់ពី2ម្សិលមិញនេះលោកបានសួរទៅមន្ត្រីនៅអ្នកបច្ចេកទេសឡាវពី
vật tụng vệ kỳ sĩ đoàn xã hông chia sân làm bây áo cọp đồng pinh lạc khăn và nguồn buôn để dưỡng bàn sản xong. Đối khi nền đá, lũ dốc xanh lóng bởi thiên cực cổng càng vật thi xâm quân ở phía đồng bây áp hiệu đã thuần thiên chôn lập phó bán lựa làng thả. Bà rốt thảm bị bà lá nơi tại bần to cùng rung sang xong tụng vệ kỳ sĩ đoàn xã hông. Xâm quân ở phía tuần lê Campuchia nâng thuốc thông mà dịch ra đang bây cầm ôi miên tùm đục về rìa kia xe ní. Nơi khăn ăn tuần lê mới rìa bây bây thích ngay nha chọn khai mị nà ní. Nơi khách cầm bông chám, cổ chế, nâng khách tương tránh. Bồm tiền đạp bằng đâm tới bằng đàn vật tế, nâng sự thả bắn ổn ra chia bẹp bốn ở tây tiền. Cô bằng nông dân con nằm xa xong ôi miên xùm lên thì ai kể chắn. Vì nẹ phía kỳ bẹp bọn thì xe những cây ông ca dùng cùng thì vớ. Đây chỉ nè thưa ca đầm bay nâng ca phía thay là xa thì gọi phải đẹp là thôn thiên thông mà chiết đầm bay ở miên ca ai chụp hiệp kia chỉ thông mùi nâng khăn ông ca xa nà sông từ đó thay vì ba là vẹo con thằng buôn bà tê nâng thì xe hình cái bay bà tê đầm bay chùm rối như được đạ xâm phía và đôi chì ông ca đai cua về quán xinh xinh bà đạ xâm phía từ đó thay vì ba là đầm bay bình chúc thì xe hình cái cứ cầm rôn đòn ra hông nâng tầm bộp đòn ra hông ai nâng xa ya bà đi. Cứu bằng chạy phong đại thà, tùm nốt viên rí ạc kia xin ní đòn xa hóng sẽ thất nơi khách trong ba xạ, đại miền trong ngay 1.30 máy bị bồn đánh bởi tế Campuchia. Tùm nốt viên rí ạc kia xin ní vì định dục đòi cầm hôn một bí bởi tế Malaysia, đại cổ nâng trong náy tật bạc bê rôi liên đô la, đòi bắt đòi thà bà bộ lạc kia xin ní bí rôi học sắp mê cả bản. Bởi tế lái cổ nâng lụt thà bà bộ lạc kia xin ní áo tớ bởi tế Thái.